Chào mừng các bạn đến với kênh Tô Full Review. Đây là video chuyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 3320 đến 3324. Tập 3320. Ban đầu phá hoại âm dương thần điện địa mạch, chính là cái này hy huyền thiên. Diệp thần suy diễn thiên cơ, ngay tức thì bắt được cái gì? Ban đầu âm dương thần điện chú đóng ở trên một hòn đảo, thế nhưng hòn đảo địa mạch lại bị một cái người thần bí đánh ngát. đưa đến âm dương thần điện mất đi địa mạch theo nhờ, cuối cùng gặp phải vạn trần phong cướp giết, nếu như địa mạch còn ở đó âm dương thần điện sẽ không chật vật như vậy hạ huyền thịnh phụ thân cũng chưa chắc sẽ chết vạn trần phong nói không sai chính là hắn bên cạnh hạ huyền thịnh nghe nói như vậy nhất thời kinh ngạc không thôi dù gì nói nói như vậy ta phụ thân là bởi vì là hy huyền thiên mà chết vạn trần phong hoảng hốt vội nói đúng vậy chuyện không liên quan ta hết thảy đều là hy huyền thiên sai van cầu các ngươi đừng giết ta hạ huyền thịnh cắn răng nói cái này hy huyền thiên chỉ là đồng lõa sau cùng hung thủ là ngươi ngươi ngày hôm nay chớ nghĩ sống dứt lời hạ huyền thịnh rút ra trường đao liền muốn một đao giết chết vạn trần phong thay phụ thân trả thù vạn trần phong hù được mặt không người sắc quỳ xuống nói đừng giết ta đừng giết ta các ngươi nếu là giết ta thì không thể tìm được khi huyền thiên báo thủ diệp thần sắc mặt trầm xuống ngừng hạ huyền thịnh nói đừng xung động trước xem xem nói sau dừng một chút diệp thần hướng vạn trần phong hỏi ta âm dương thần điện cùng thiên hy cổ tộc làm không ân oán cái gì đó hy huyền thiên vì sao phải công kích âm dương thần điện diệp thần cẩn thận suy diễn thiên cơ cũng khó mà dòng ngó gặp sau lưng bí mật cái này thiên hy cổ tộc quá cổ xưa hết thảy thiên cơ đều bị năm tháng sương mù dày đặc bao phủ nhưng trong phảng phất hắn vẫn là cảm ứng được một chút khác thường luân hồi kiếp trước tựa hồ cùng thiên hy cổ tộc có tiếp xúc qua nhưng đó là thiện ý tiếp xúc diệp thần cũng không có cảm thấy ân oán sát phạt vậy vì sao hy huyền thiên muốn công kích âm dương thần điện vạn trần phong nói vậy hy huyền thiên muốn mưu đoạt luân hồi thiên kiếm diệp thần nói luân hồi thiên kiếm vạn trần phong nói không sai hắn năm nay chưa đủ thiên tuế tu vi nhưng đạt tới bách gia cảnh bảy tầng thiên thiên phú lớn lao uy năng vô lượng võ đạo thần thông kinh thiên nhưng thiếu một cái binh khí hắn nằm mộng cũng nhớ bắt được luân hồi thiên kiếm hắn công kích âm dương thần điện chính là vì tìm luân hồi thiên kiếm đầu mối hạ huyền thịnh nói ta âm dương thần điện bên trong nơi nào có cái gì luân hồi thiên kiếm đầu mối ta cũng không biết vậy luân hồi thiên kiếm ở nơi nào vạn trần phong nói tuy nói như vậy nhưng sai lầm đã phạm xuống người phụ thân bởi vì hy huyền thiên mà chết chúng ta việc cần kíp là tìm hy huyền thiên trả thù thiên hy cổ tộc huy hoàng mênh mông địa giới xâm nghiêm người ngoài rất khó bước vào nhưng ta cùng hy huyền thiên có giao tình chỉ cần các ngươi thả ta ta có thể mang các ngươi đi gặp hắn tìm hắn trả thù hắn thanh âm nói chuyện khẽ run vì còn sống đẩy trách nhiệm đem hết thảy lỗi cũng đẩy cho hy huyền thiên dẫu sao ban đầu nếu như không phải là hy huyền thiên đem âm dương thần điện địa mạch đánh nát hắn cũng không cách nào thương tổn tới âm dương thần điện bên trong người. Diệp thần nghe xong vạn trần phong mà nói, ha ha cười một tiếng, nói, nói xong sao. Vạn trần phong nhìn diệp thần thâm trầm diễn cảm, nội tâm âm thầm kêu khổ, nói, luân hồi chi chủ, cầu ngươi thả qua ta, nếu như ngươi giết ta, các ngươi không thể nào bước vào thiên hy cổ tộc địa giới. Diệp thần nói, ngươi là vạn khư gian tế, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Còn như thiên hy cổ tộc, ngươi không cần lo lắng, ta từ có biện pháp. Xem ra ngươi nói như thế nhiều phân thượng, ta có thể cho một mình ngươi thống khoái. Dứt lời, Diệp Thần ánh mắt tỏ ý, nhìn xem Hạ Huyền Thịnh. Hạ Huyền Thịnh trong mắt bốc lên sắc khí, gật đầu một cái, vung đao chém về phía Vạn Trần Phong đầu. Vạn Trần Phong kinh hoàng kêu to, đừng giết ta, lật đật đi bên ngoài chạy trốn đi. Nhưng chung quanh không gian đều bị Diệp Thần Phong tỏa, hắn nơi nào có thể chạy thoát? Phốc xích. Hạ Huyền Thịnh chiến đao vung qua, vô tưởng một đao, lạnh lùng tới cực điểm, đem Vạn Trần Phong đầu nạo xuống. Vạn Trần Phong đầu lìa khỏi xác, liên thân hồn vậy chôn vùi ở hạ huyền thịnh lưỡi đao bên trong hoàn toàn chết diệp thần thu hồi hư linh thần mạch uy năng không gian phóng thích mở ra ngoại giới võ giả chính là thấy rõ vạn trần phong chém đầu thân thể không lành lặn từ không trung đánh mất hoàn toàn táng diệt ở phía dưới biển sâu bên trong đảo chủ chết đảo chủ thật là vạn khư gian tế cái này không thể nào đám người kinh hoàng một phiến vừa sợ gặp chỉ ngư chi ương rồi giết chật vật chạy trốn từ tán diệp thần các người vậy lười được đuổi giết trong phút chốc phá hư đảo người trên toàn bộ chạy sạch sẽ chỉ còn lại diệp thần hạ huyền thịnh kỳ tư thanh ba người ung ùng, mà vào lúc này bầu trời chấn động có một khối đá bia phá không nổi lên đó là cấm thiên bảng bảng danh sách bia đá nhưng gặp trên tấm bia đá xếp hạng thứ ba vạn trần phong tên chữ hoàn toàn bị xóa đi tên mới du ngoạn đi lên là diệp thị thiên ba chữ vạn trần phong cuối cùng mặc dù là bị hạ huyền thịnh giết chết nhưng trở về rốt cuộc là diệp thần tự tay đánh bại cho nên phần này chiến tích dĩ nhiên là thuộc về hắn. Xếp hàng cấm thiên bảng thứ ba, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong sâu thẳm, minh khí vận lại có tăng lên. Chúc mừng điện chủ, du ngoạn cấm thiên bảng thứ ba. Hạ Huyền Thịnh mặt đầy mừng rỡ, hướng Diệp Thần chúc mừng. Lần chiến đấu này, Diệp Thần bước lên cấm thiên bảng thứ ba, hắn vậy tự tay báo phụ thủ có thể nói đều là lớn vui mừng. Đừng cao hứng quá sớm, kẻ địch còn không dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Thần ánh mắt híp lại, ngưng nhìn bầu trời ở giữa bia đá ở Diệp Thí Thiên ba chữ phía trên là Hi Huyền Thiên tên chữ. Hi Huyền Thiên, Cấm Thiên bảng hạng thứ hai, đè qua Diệp Thần một đầu. Kỳ Tư Thanh nói, phải đi tìm Hi Huyền Thiên trả thù sao? Diệp Thần nắm quyền một cái, nói, nếu muốn báo thù, vậy dĩ nhiên là muốn hoàn toàn, cái này Hi Huyền Thiên cũng không thể bỏ qua. Thiên cơ bắt dưới, Diệp Thần vậy dòng ngó thấy Thiên Hi cổ tộc đạo tràng. Thiên Hi cổ tộc ra ở mười đếm xa vạn dặm ở một cái kêu là thiên hy đảo địa phương vậy thiên hy đảo chính là thiên hy cổ tộc đạo tràng hy huyền thiên chính là thiên hy đảo trên sáng chói nhất minh châu là chói mắt thánh tử bách gia cảnh bảy tầng thiên phần thực lực này có thể nói khủng bố cho dù là hôm nay diệp thần đối mặt này nhóm cao thủ đều cảm thấy vạn phần khó giải quyết nhưng âm dương thần điện cứu hận tuyệt đối muốn tuyết tẩy nếu bị khói mù bao phủ vĩnh viễn sẽ không có ngày nổi danh ngày hôm nay hắn du ngoạn cấm thiên bảng thứ ba Khi thế chính là thịnh vượng chính là hướng hy huyền thiên báo thủ lớn thời cơ tốt vậy hy huyền thiên nhưng mà bách ra cảnh bảy tầng thiên à kỳ tư thanh có chút lo âu điện chủ không bằng chúng ta đi về trước từ từ thảo luận kỹ hơn dẫu sao cái này hy huyền thiên thực lực so vạn trần phong còn còn đáng sợ hơn hạ huyền thịnh cũng là tràn đầy vẻ buồn rầu trừ mặt ngoài tu vi bên ngoài hy huyền thiên bối cảnh nội tình vậy so vạn trần phong đáng sợ rất nhiều cái này hy huyền thiên chính là thiên hy cổ tộc thánh tử mà thiên hy cổ tộc liền ma tổ vô thiên đều phải kiên kỵ mười mấy vạn năm tới từ đầu đến cuối không cách nào tiêu diệt. Thiên hy cổ tộc, truyền thừa từ cựu Nhật, niên đại chân thực quá lâu xa, sâu xa thâm hậu, tích lũy phong phú, nếu như đi thiên hy đảo, tìm hy huyền thiên báo thù, chỉ sợ là cửu tử nhất sanh. Không sao, ta đi gặp vậy hy huyền thiên, các ngươi có thể đi về trước. Diệp thần khoát tay một cái, mặc dù kẻ địch mạnh mẽ, nhưng âm dương thần điện cứu hận, không thể không báo, hắn sẽ không lùi bước. Hắn đối mình thực lực, có tuyệt đối lòng tin, coi như không đánh lại hy huyền thiên, nhưng muốn trở lui toàn thân, đó cũng là dễ như trở bàn tay, không người có thể ngăn được hắn. Không, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Kỳ Tư Thanh kéo Diệp Thần cánh tay, nàng quyết ý từ Bắc Mãng tổ địa bên trong đi ra, liền quyết định cùng Diệp Thần đồng xanh cộng tử, nơi nào đều sẽ không đi. Điện chủ, nếu ngươi thật muốn đi Thiên Hy đảo, vậy ta vậy cùng đi chứ. Hạ Huyền Thịnh ánh mắt ngưng trọng, hiện tại hắn là Âm Dương Thần Điện đệ nhị trọng trưởng giáo, chuyện báo thủ, tự nhiên không thể ngồi coi bỏ mặc. Rất tốt, vậy chúng ta đi liền Thiên Hy đảo một chuyến. Diệp Thần khẽ mỉm cười, sau đó thi triển Bát Quái Thiên Đan thuật, dịch dung cải trang, che giấu hơi thở. Thiên Hy cổ tộc, dẫu sao là thượng cổ đại tộc, tùy tiện bước vào địa giới của bọn họ, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Diệp Thần, Kỳ Tư Thanh, Hạ Huyền Thịnh ba người, toàn bộ dịch dung cải trang, che giấu thân phận, ngụy trang thành người bình thường hình dáng. Sau đó, ba người ngự gió phi hành, đi Thiên Hy đảo bay đi. Thiên Hy đảo ở phá hư đảo Bắc Cảnh phương hướng, hai nơi cách nhau mấy trăm ngàn dặm. Diệp Thần ba người bay thời gian hai ngày, rốt cuộc đến. Chỉ là phi hành, cũng không có dùng biến dạng hư không thủ đoạn, chủ yếu là vì tiết kiệm thể lực. Đang cùng Vạn Trần Phong chiến đấu bên trong, Diệp Thần tiêu hao thực không nhỏ, mà đi qua cái này hai ngày phi hành nghỉ ngơi, Diệp Thần trạng thái đã hoàn toàn khôi phục được đỉnh cấp. Ba người đến Thiên Hy cổ tộc địa giới, nhưng gặp hắc ám cấm hải bầu trời, trên trời cao, lơ lửng một tòa vô cùng bắt ngát hòn đảo, xây dựng trước từng ngọn cung điện hoa lệ nhà cửa, hết sức thủ mộc thịnh, kim quang còn quấn toàn đảo, thụy khí thiên điều, khí tượng vô cùng huy hoàng. Đây chính là thiên hy đảo sao. Diệp thần ánh mắt híp lại, nhìn bầu trời to lớn hòn đảo, nhưng gặp trên đảo có rất nhiều rất nhiều hơn võ giả, còn có rất nhiều hành thương, tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Thiên hy cổ tộc ở chỗ này sinh sôi mười mấy vạn năm, tộc duệ cùng dòng thứ người số lượng người, đủ có mấy chục triệu nhiều, thanh thế cường thịnh. Mà trừ người của bổn tộc bên ngoài, thiên hy đảo trên còn có rất nhiều vùng khác võ giả cùng thương nhân. Thiên hy đảo địa giới xâm nghiêm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn khép kín, chỉ cần nộp một khoản đủ phong phú cung phụ là được lên đảo. Thiên Hy đảo lên linh khí, đặc biệt dồi dào, cho nên ngoại giới cũng có không thiếu võ giả nghe tin tức sau đó nộp cung phụng lên đảo chỉ là ở trên đảo tu luyện tăng tiến tu vi còn có rất nhiều thương nhân cũng muốn lên đảo mua bán cho nên toàn bộ thiên hy đảo phơi bày ra một phiến phồn hoa cảnh tượng đi chúng ta đi xem xem diệp thần mang hạ huyền thịnh kỳ tư thanh ngự gió đi thiên hy đảo bay đi bọn họ vẫn là dịch dung cải trang trạng thái, cũng không có bại lộ thân phận. Đến gần thiên hy đảo lối vào, thì có hai cái chấn thủ người đi ra, cản lại ba người. Đứng lại, người nào, nói lên thân phận. Vùng khác du thương, muốn đến thiên hy đảo làm chút làm ăn. Diệp thần ung dung trả lời. Vậy hai cái chấn thủ người, khẽ gật đầu, cũng không có tra cứu hơi cha. Bởi vì thiên hy đảo sau lưng, là thiên hy cổ tộc ở trong coi, liền cựu Nhật Minh cũng không dám gây chuyện, bọn họ căn bản không sợ có người ngoài dám quấy rối. Lên đảo cần nộp cung phụ, gần đây thánh tử ở rèn luyện thiên địa huyền hoàng tháp, cần hàng loạt pháp bảo là vật liệu, mỗi người các ngươi nộp một kiện thái thượng thần khí là được lên đảo. Vậy hai cái chấn thủ người, liên hướng diệp thần các người, đòi cung phụ. Cần nộp thái thượng thần khí. Diệp thần gương mặt hơi co rúc một tí, thái thượng thần khí, thật là không rẻ, đây quả thực là đòi hỏi nhiều. Thái thượng cấp bậc thần khí, có thể nói là pháp bảo trình độ cao nhất, trong đó lấy 33 thiên thần khí chân quý nhất. Dĩ nhiên, cái này hai cái chấn thủ người đòi cũng không phải là 33 thiên thần khí như thế ngoại hạng, chỉ là cần thông thường thái thượng thần khí. Nhưng dù vậy, đó cũng là đòi hỏi nhiều. Chúng ta không có thái thượng thần khí, có thể dùng đan dược thay thế sao? Diệp thần chậm rãi nói. Vậy hai cái chấn thủ người nói, vậy phải xem xem đan dược phẩm chất. Diệp thần trong lòng động một cái, âm thầm thúc dục hoàng tuyền đồ, lợi dụng suối vàng thánh thủy, luyện chế ra hơn triệu lớn nguyên nan hắn hiện tại đạo pháp tinh thâm luyện đan lúc không dấu vết vậy hai cái chấn thủ người căn bản không phát hiện những đan dược này được không diệp thần ném ra hàng loạt đan dược đều là dùng suối vàng thánh thủy rèn luyện qua phẩm tương thật tốt vậy hai cái chấn thủ người gặp được nhất thời đại hỉ nhận lấy đan dược nói có thể có thể các ngươi vào đi thôi diệp thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm liền dẫn kỷ tư thanh cùng hạ huyền thịnh chính thức lên đảo rốt cuộc leo lên thiên hy đảo diệp thần chỉ cảm thấy từng cơn hào hùng linh khí gào thét tới, liền hít thở một cái, đều có loại bị tẩy cảm giác, vô cùng thoải mái. Cái này thiên hy đảo trên, thiên địa linh khí so ngoại giới dư thừa trăm lần, thậm chí ngưng tụ thành khói dáng sương mù, ở giữa trời đất bồng bềnh, thấm vào lòng người, lộng lẫy nguy nga. Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhưng gặp ở phương xa, đứng sừng sững một tòa pho tượng to lớn, có rất nhiều người ở cung phụng cùng bái. Chúng ta lại xem. Diệp Thần cũng không biết vậy Hi Huyền Thiên ở nơi nào, dự định gặp đi bộ bước. Lập tức, Diệp Thần cùng Kỳ Tư Thanh, hạ huyền thịnh ba người đi vậy pho tượng to lớn đi tới pho tượng kia là một người mặc đế bào nam tử tràn đầy uy nghiêm tay cầm trước chiến kiếm một bộ khai cương thác thổ hùng hồn khí thế thiên hy cổ đế không biết hắn chết chưa lúc này diệp thần nghe được luân hồi mộ địa bên trong truyền ra hoang lão thanh âm hoang lão nhìn vậy pho tượng khổng lồ tựa hồ cũng có chút hoài niệm hoang lão pho tượng kia là ai diệp thần khá có chút hiếu kỳ hỏi tập ba nghìn Hoang lão suy nghĩ bay xa, hồi lâu sau mới nói, chính là Thiên Hy cổ tộc tổ sư gia, danh hiệu Thiên Hy hi cổ đế, là thời đại viễn cổ cự phách. Ta năm đó từng cùng hắn đã giao thủ, ước chừng sài ngàn chiêu, mới đưa hắn đánh bại, cũng không biết hắn có còn hay không còn sống. Diệp Thần ngẩn người, lại không nghĩ rằng Hoang lão từng cùng Thiên Hy cổ tộc tổ sư gia chiến đấu qua. Vậy ta hiện tại là muốn cung tế một tí cái này Thiên Hy cổ đế. Diệp Thần nhìn bốn phía, phát hiện có rất nhiều võ giả đều ở đây cung phụng tế bái trước pho tượng. Hoang lão đánh một cái ngáp, lười biếng nói, tùy ngươi, không quá ta khuyên ngươi vẫn là cút xa một chút, ta luôn cảm giác pho tượng kia có cổ quái. Diệp thần sừng sốt một chút, nói, có cổ quái gì? Hoang lão cười một cái, nói, nếu như ta không nhìn lầm, pho tượng kia tựa hồ có một cái tác dụng, đó chính là có thể cảm giác lên đảo người cưu hận, nếu như có người mưu đồ gây rối, pho tượng lập tức liền sẽ bùng nổ dị tượng. Nghe vậy, Diệp thần mặt liền biến sắc, nói, làm sao không nói sớm. Hắn cùng kỳ tư thanh, hạ huyền thịnh, đối thiên hy cổ tộc đều có hận ý muốn tìm thánh tử hy huyền thiên trả thù nếu như hoang lão nói là sự thật vậy hắn nhất định phải bại lộ vù vù vừa lúc đó diệp thần ngẩng đầu vừa thấy quả nhiên thấy pho tượng kia ánh mắt nhấp nhóng một hồi quỷ dị hồng quang cái này đột ngột lóng lánh hồng quang để cho được tại chỗ tất cả tế bái người đều là kinh hãi chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có địch xâm phạm là ai dám mưu đồ gây rối đám người kinh ngạc không thôi nhưng gặp pho tượng kia ánh mắt hồng quang bỗng nhiên bắn ra, cuối cùng rơi vào Hạ Huyền Thịnh trên mình. Hạ Huyền Thịnh ngần ngơ, lập tức cảm giác được mình cừu hận bại lộ, đã bị Thiên Hy cổ tục phát hiện. Mà trừ hắn ra, Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh cũng không có bại lộ. Pho tượng kia yêu dị hồng quang cũng không có bắn về phía hắn hai người chúng ta. Nguy rồi, Diệp Thần thấy Hạ Huyền Thịnh bại lộ, nhất thời mặt liền biến sắc. Hắn và Kỳ Tư Thanh không có bại lộ, muốn đến là luân hồi huyết mạch hiệu quả, không có bị pho tượng phát hiện. Nhưng, Hạ Huyền Thịnh không có luân hồi huyết mạch che chở, hận ý hoàn toàn bại lộ. Toàn trường người ánh mắt đồng loạt rơi vào Hạ Huyền Thịnh trên mình. Có người lớn tiếng kêu lên, người này là gian tế. Pho tượng vùng lên cận tuần tra cường giả, cảm thấy được khác thường, rồi rít rút ra đao kiếm, bước nhanh vội vàng chạy tới, đem Hạ Huyền Thịnh vây quanh vòng tròn. Hạ Huyền Thịnh sắc mặt trầm xuống, bàn tay đè cả nào Diệp Thần cùng Kỳ Tư Thanh nhìn nhau, đều là chấn động ngạc, không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố. Thật may người chung quanh nhiều, bọn họ xen lẫn trong trong đám người, cũng không có bại lộ, chỉ có Hạ Huyền Thịnh bại lộ. Người nào lại dám ở Thiên Hy đảo âm mưu làm loạn? Rất nhiều tuần tra cường giả vô cùng cảnh giác vây quanh Hạ Huyền Thịnh, nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì, bọn họ có thể cảm giác được Hạ Huyền Thịnh sắp muốn bùng nổ khí thế, vậy cổ giữ tận hung mãnh đao ý, làm người ta nghẹt thở. Có người phát ra đạn tín hiệu, có người thổi vang phòng bị kèn hiệu, tìm kiếm tăng viện. Hạ Huyền Thịnh ánh mắt nhìn về Diệp Thần, cũng không biết như thế nào cho phải. Diệp Thần âm thầm truyền âm nói, đi mau. Con ngón tay bắn ra, một viên bụi bậm, im hơi lặng tiếng bay về phía Hạ Huyền Thịnh. Đó là nguyện vọng thiên tinh biến thành bụi bậm. Diệp Thần biết rõ thiên hy cổ tộc mạnh mẽ, Hạ Huyền Thịnh một thân một mình, chưa chắc có thể chạy khỏi, cho nên đem nguyện vọng thiên tinh cho hắn mượn. Hạ Huyền Thịnh đạt được nguyện vọng thiên tinh, trong lòng đại định, lập tức xoay người chạy trốn. Muốn chạy, ngăn lại hắn. Trung quanh tuần tra cường giả cao giọng hò hét, rồi rít huy động đao kiếm, hướng Hạ Huyền Thịnh chém tới vô tưởng một đao hạ huyền thịnh cắn răng trở tay chém ra một đao giữ tận ánh đao mang nghiền ép thế giới hiện thật đáng sợ uy thế hướng vậy rất nhiều cường giả bổ tới đám người thất kinh chỉ cảm thấy một đao này uy thế đơn giản là kinh thiên vậy đáng sợ đủ để ngay tức thì đem bọn họ xóa bỏ vù vù mắt xem đám người liền phải bị giết nhưng vào lúc này vậy thiên hy cổ đế pho tượng lại tuôn ra một cổ sáng chói hồng quang hóa thành kết giới đem đám người bao phủ ở hạ huyền thịnh một đao cùng vỗ tới lại không cách nào phá vỡ kết giới. Suy. Ngay sau đó, pho tượng kia lần nữa hiển linh, con ngươi bắn ra đao kiếm vậy tinh mang, hướng Hạ Huyền Thịnh đầu ám sát đi. Hạ Huyền Thịnh kinh hãi, chỉ cảm thấy tinh mang này uy thế, ác liệt vạn phần, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Nguyện vọng thiên tinh, lên. Trong lúc nguy cấp, Hạ Huyền Thịnh thúc dục nguyện vọng thiên tinh che trước mặt mình. Phốc. Pho tượng kia bắn ra tinh mang, bắn vào nguyện vọng thiên tinh trên, nhưng không cách nào phá vỡ nguyện vọng thiên tinh phòng vệ. Hạ Huyền Thịnh ám hô may mắn, thầm nghĩ, đa tạ điện chủ. Vội vàng thu hồi nguyện vọng thiên tinh, phi độn đi. Mọi người thấy nguyện vọng thiên tinh khí tượng, rối rít kêu to. Nguyện vọng thiên tinh là luân hồi chi chủ pháp bảo. Người này là luân hồi chi chủ. Chẳng lẽ luân hồi chi chủ muốn miêu hại thiên hy cổ tộc? Tại chỗ tất cả người thấy nguyện vọng thiên tinh sau đó cũng hiểu lầm liền Hạ Huyền Thịnh thân phận, chỉ lấy là Hạ Huyền Thịnh chính là luân hồi chi chủ, lại không nghĩ rằng vậy nguyện vọng thiên tinh, nhưng thật ra là Diệp Thần mượn đi ra. Hạ Huyền Thịnh ở nguyện vọng thiên tinh dưới sự che chở, nhanh chóng thoát đi, bóng người mười phần chật vật, nhưng cuối cùng không có bị thương. Diệp Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng gặp toàn trường xôn xao, một phiến hỗn loạn, mọi người lấy là luân hồi chi chủ hạ xuống, phải đối phó thiên hy cổ tộc, tự nhiên chấn động vạn phần. Chúng ta đi. Diệp Thần tỉnh bơ, mang kỳ tư thanh rời đi. Sau đó, hai người ở trên đảo tìm một gian khách điếm tạm thời nghỉ ngơi. Diệp Thần dự định ở chỗ này hỏi thăm một tí Hi Huyền Thiên chỗ không nghi ngờ chút nào hy huyền thiên ngay tại thiên hy đảo trên chỉ là thiên hy đảo lãnh thổ quả thực không nhỏ muốn tinh chuẩn tìm được hy huyền thiên vị trí tuyệt không phải chuyện dễ lập tức diệp thần liền hướng điếm tiểu nhị hỏi thăm hỏi anh bạn trẻ này chúng ta là vùng khác tới thương nhân rất là ngưỡng mộ hy nhà thánh tử phong tư không biết thánh tử đại nhân ở nơi nào bảo địa tu luyện điếm tiểu nhị kia nghe được diệp thần hỏi nhất thời cảnh giác nói các ngươi vùng khác tới hỏi thăm thánh tử đại nhân rơi xuống muốn làm cái gì diệp thần tỉnh bơ nói chỉ là hỏi một chút chúng ta muốn thấy thánh tử đại nhân phong thái vậy điếm tiểu nhị kia nói thánh tử đại nhân hình dáng cũng là các ngươi có thể bộ mặt ta khuyên các ngươi không nên ủng phí khí lực qua loa hỏi thăm nói và nhất bị làm là ngoại tộc gian tế vậy ngươi thì phiền toái hắc ám cấm hải ba đại cổ tộc thiên hy cổ tộc la sinh cổ tộc huyền chân cổ tộc lẫn nhau tới giữa có phân tranh cũng không phải là một đoàn hòa khí cho nên ba tộc bên trong gia trọng yếu bao nhiêu nhân vật cao tầng trẻ tuổi thiên kiêu tu luyện chỗ ở đều là bí mật sẽ không hướng ra phía ngoài công bố diệp thần sắc mặt trầm xuống xem ra muốn hỏi thăm hy huyền thiên rơi xuống sao hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn trong chốc lát bên trong diệp thần vậy không biện pháp gì tốt liền muốn một cái gian phòng đêm đó cùng kỳ tư thanh cùng nhau ở mà ở diệp thần cùng kỳ tư thanh cùng chung qua đêm thời điểm thiên hy đảo một nơi hoang vu trong rừng trúc một cái ngồi xếp bằng ngồi nam tử từ từ mở mắt trong tròng mắt có tinh mang loài sáng ta tựa hồ bắt được luân hồi hơi thở chẳng lẽ cố người tới nam tử lẩm bẩm nói nhỏ sau đó móc ra một cái mu rùa xem bói một quẻ quái tượng như là tốt nhất đại cát quả nhiên là hắn tới chưa còn có nữ võ thần bọn họ rốt cuộc kết thành lương duyên nam tử cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ cùng bất ngờ trầm tư sau một hồi gọi tới một cái thị nữ phân phó một phen thị nữ kia gật đầu liên tục mặt mang vẻ kinh nghi nhưng cuối cùng vậy không hỏi nhiều cái gì xoay người rời đi diệp thần cùng kỳ tư thanh ở khách điếm bên trong ngủ một đêm tinh thần mười phần đến được sáng sớm hôm sau hai người từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại kết bạn ra cửa chuẩn bị lại nghĩ biện pháp thám thính hy huyền thiên chỗ nhưng mà hai người mới vừa vừa ra khỏi cửa nhưng thấy có một cái thị nữ ăn mặc cô gái đứng ở ngoài cửa tựa hồ chờ bọn họ rất lâu rồi luân hồi chi chủ nữ võ thần đại nhân hoan nghênh các ngươi đại giá đến chơi thiên hy đảo chủ nhân nhà ta chờ các ngươi rất lâu rồi mời các ngươi đi u hoàng rừng chúc tụ họp một chút thị nữ kia thanh thúy mở miệng lại báo ra diệp thần luân hồi chi chủ còn có kỳ tư thanh nữ võ thần danh hiệu diệp thần cùng kỳ tư thanh sợ hết hồn chỉ lấy là bại lộ ngắm nhìn bốn phía thật may lúc sáng sớm khách điếm bên trong vậy không người ngoài người thị nữ này tựa hồ cũng không có ác ý nếu như có ác ý hiện đang đợi diệp thần hẳn là ùn ùn kéo đến hy nhà cường giả mà không phải là chỉ có nàng một cái chủ nhân người là ai diệp thần sắc mặt trầm xuống trong lòng thoáng qua vô số ý niệm suy đoán thị nữ này ý đồ thậm chí Diệp Thần còn lấy là người thị nữ này là Hi Huyền Thiên thuộc hạ. Hi Huyền Thiên phái nàng tới đây là cấp cho mình đánh phủ đầu ra oai. Thị nữ kia nói chủ nhân nhà ta kêu Hi Minh Phượng là thiên hi cổ tộc trước hai đời thánh tử. Hi Minh Phượng. Diệp Thần cùng Kỳ Tư Thanh nghe được cái tên này đều là thần sắc chấn động một cái, đầu mơ hồ cảm giác đau đớn, tựa hồ có cái gì nhớ lại bị vuốt. Diệp Thần đầu óc bên trong hiện ra một cái mày kiếm tinh mắt khá là anh tuấn nam tử gương mặt nam tử kia tên chữ liền kêu Hi Minh Phượng. ở chục nghìn năm trước, Hi Minh Phượng từng ở trên trời người vực, sinh từ ước chiến luân hồi chi chủ. nói cách khác, kiếp trước Diệp Thần từng cùng Hi Minh Phượng giao chiến qua. trận chiến ấy, dĩ nhiên là Diệp Thần thắng. Hi Minh Phượng thua ở luân hồi chi chủ dưới quyền vốn là phải chết, nhưng luân hồi chi chủ hạ thủ lưu tình, cuối cùng vẫn là thả hắn kết thiện duyên. Hi Minh Phượng rất là cảm kích, nói qua sẽ báo đáp. chỉ bất quá sau đó, kiếp trước Diệp Thần nghe nói Hi Minh Phượng bởi vì chiến bại đã bị tước đoạt thiên hy cổ tộc thánh tử thân phận thậm chí bị trục xuất gia tộc hắn tự thân khó bảo toàn dĩ nhiên là không cách nào lại báo đáp luân hồi ngươi chủ nhân là hy minh phượng không phải hy huyền thiên diệp thần kinh nghi bất định nhìn thị nữ kia nói thị nữ kia nhàn nhạt, nhạt, cười một tiếng nói đúng vậy chủ nhân nhà ta muốn mời hai vị tụ họp xin hai vị đại nhân nể mặt diệp thần trong lòng vui mừng hy minh phượng coi như là hắn kiếp trước bạn cũ hai người không đánh nhau thì không quen biết nếu như có thể gặp lại nói không chừng có thể từ hy minh phượng trong miệng thám thính được khi huyền thiên rơi xuống được xin dẫn đường diệp thần gật đầu đáp ứng cũng muốn gặp gặp hy minh phượng hai vị đại nhân mời thị nữ kia làm một động tác tay mời mang diệp thần cùng kỳ tư thanh rời đi khách điếm hướng phía tây đi về phía dọc theo đường đi không hề thiếu hy nhà tuần tra cường giả thấy thị nữ kia đều là lộ ra diễu cợt vẻ mặt kêu lên tiểu lan ngươi lại thế nào hầu hạ phế vật kia người hy minh phượng phế vật kia năm đó bị luân hồi chi chủ một chiêu đánh bại mất hết ta thiên hy cổ tộc mặt mũi ngươi ở lại hắn bên người thì có ích lợi gì đúng vậy ngược lại không như bồi bồi ta tốt nghe những cái kia trói tay tiếng giễu cợt thì nữ kia không có động tĩnh gương mặt như cũ trầm tĩnh tựa hồ là thói quen diệp thần cùng kỳ tư thanh nghe được đều là khẽ cau mày kiếp trước sinh tử ước chiến diệp thần lấy nghịch thiên dung mạo một chiêu đánh bại hi minh phượng tin tức này truyền về thiên hy cổ tộc cử tộc chấn động thắng bại là chuyện thường binh ra nếu như là thông thường chiến bại vậy cũng không việc gì nhưng hết lần này tới lần khác hy minh phượng là bị một chiêu đánh bại có thể nói ảm đạm hết sức năm đó hắn là hy nhà thánh tử địa vị cao quý nhưng kinh này thảm bại sau đó bị tước đoạt nơi có thân phận địa vị đuổi ra khỏi gia tộc tổ địa vạn năm gian chịu hết mắt lạnh diễu cợt cái này kêu tiểu lan thị nữ là bầu bạn ở hy minh phượng bên người duy nhất người diệp thần than thở một tiếng lại không nghĩ rằng năm đó cuộc chiến đối hy minh phượng ảnh hưởng lại có thể lớn như vậy ở thị nữ kia tiểu lan dưới sự hướng dẫn diệp thần cùng kỳ tư thanh rất nhanh đi tới thiên hy đảo ngoại thành phía tây nơi này có một mảng lớn hoang vu rừng trúc cách xa người ở chính là hy minh phượng hôm nay cư trú u hoàng rừng trúc tiểu lan nói chủ nhân nhà ta bị trục xuất gia tộc sau đó liền ẩn cư ở chỗ này hắn thường xuyên nhắc tới luân hồi chi chủ uy danh nói có thể cùng luân hồi đánh một trận coi như bị tước đoạt thánh tử thân phận đó cũng là đáng giá diệp thần gật đầu một cái cùng kỳ tư thanh sải bước đi nhập trong rừng trúc lại nghe sâu trong rừng trúc truyền ra một hồi dễ nghe tiếng đàn. Tiếng đàn thanh u như ngọc châu rơi bàn, ở trong sáng sớm nghe tới, phá lệ làm người ta tinh thần. Diệp Thần cùng Kỳ Tư Thanh đều là tinh thần chấn động, đi tới sâu trong rừng trúc, chỉ gặp một cái quần áo giản pháp anh tuấn nam tử đang đang khải đàn. Nam tử kia thấy Diệp Thần Kỳ Tư Thanh tới, khẽ mỉm cười, đứng dậy, chắp tay nói, "Luân hồi chi chủ, nữ võ thần, hai vị chuyển thế sống lại, phong thái như cũ, không biết còn nhớ không nhớ, ta vị lão bằng hữu này." Nam tử này, tự nhiên chính là Hi Minh Phượng. Tập 3322 Diệp thần thấy Hi Minh Phượng dung mạo, đầu óc bên trong hiện ra trí nhớ của kiếp trước, cùng Hi Minh Phượng sanh tử quyết chiến, rành rành trong mắt. Minh Phượng công tử võ đạo thông trời, ta dĩ nhiên nhớ, năm đó ta là dựa vào huyết mạch thiên phú, may mắn thắng một chiêu, nếu là thật đang võ đạo quyết đấu, ta chưa chắc là Minh Phượng công tử địch thủ. Diệp thần mỉm cười cười một tiếng, chắp tay đáp lễ. Hi Minh Phượng than thở một tiếng, nói, đánh bại chính là đánh bại, ta không lời có thể nói, năm đó ngươi không giết ta tha ta một mạng ta rất là cảm kích vẫn muốn báo đáp sau đó ta nghe nói ngươi bị huyền cơ nguyệt giết chết thật ra thì cũng muốn vì ngươi trả thù đáng tiếc ta bị kẹt ở thiên hy đảo gia tộc không cho phép ta đi ra ngoài chân thực tiếc núi dừng một chút hy minh phượng lại hỏi luân hồi chi chủ ngươi hôm nay dịch dung cải trang du ngoạn thiên hy đảo không biết có gì sao chẳng lẽ ngươi muốn sẽ cùng ta đánh một trận diệp thần cùng kỳ tư thanh đều là dịch dung cải trang có thể lừa gạt được người khác nhưng không gạt được hy minh phượng bởi vì hi minh phượng cùng kiếp trước diệp thần từng có sanh tử quyết chiến nhưng quả dây dưa cực sâu vạn năm cũng sẽ không tiêu tán cho nên chỉ cần diệp thần xuất hiện ở vùng lân cận hắn lập tức là có thể cảm ứng được diệp thần nói không phải ta tới thiên hy đảo là muốn tìm một người hi minh phượng con ngươi co giúp một cái tựa hồ đoán được cái gì nói ngươi muốn tìm đương kim thánh tử hi huyền thiên diệp thần nói đúng vậy hi minh phượng sắc mặt trầm xuống nói ngươi tìm hi huyền thiên làm gì chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến hắn, tranh đoạt cấm thiên bảng hạng, hắn cũng không biết, hi huyền thiên cùng âm dương thần điện ân oán, chỉ lấy là diệp thần lên đảo, là muốn tranh đoạt hạng, cái này trăm năm lúc đó muốn khiêu chiến hi huyền thiên, tranh đoạt hạng người, nhiều như cá giết qua sông, không đếm xuể, hi minh phượng vậy thấy có lạ hay không? dẫu sao hi huyền thiên ở trên cấm thiên bảng hạng thứ hai, nếu như có thể đoạt bảng thành công, nhất định có đại khí vận thêm thân. diệp thần lắc đầu một cái, nói, không phải, ta cùng hi huyền thiên tới giữa khác có ân oán, chỉ có thể sống chết gặp nhau. Âm dương thần điện nhân quả, liên lụy quá nhiều, Diệp thần cũng không có bại lộ, chỉ nói là khác có ân oán. Sống chết gặp nhau, có như thế nghiêm trọng. Hy Minh Phượng thất kinh, trên dưới quan sát Diệp thần một mắt, nói, luân hồi chi chủ, ngươi kiếp này tu vi, quá mức yếu ớt, chỉ có hoàn chân cảnh chín tầng thiên. Mặc dù ngươi chân thật sức chiến đấu, nhất định vượt quá nơi này, nhưng cùng Hy Huyền Thiên so sánh, vẫn là kém được quá xa, ngươi không muốn uổng đưa tánh mạng. Hy Huyền Thiên ánh sáng, chân thực quá mức chói mắt thiên hy cổ tộc đương thời thánh tử chưa đủ thiên tuế tu vi liền đạt tới bách gia cảnh bảy tầng thiên cấm thiên bảng thứ hai phần này thiên phú cùng thành tựu đủ để làm mỗi một người thán phục diệp thần nói minh phượng công tử không biết vậy hy huyền thiên ở nơi nào xin cho biết ta muốn đi sẽ gặp hắn ta cùng hắn có cực lớn cửu hận hy minh phượng khiếp sợ cũng không biết diệp thần cùng hy huyền thiên là làm sao kết thù nói ngươi muốn tìm hy huyền thiên trả thù vậy không thể nào hy huyền thiên hôm nay ở hy gia tổ tu luyện bên người có gia tộc trưởng lão bảo vệ ngươi coi như huyết mạch nghịch thiên có thể thay đổi cảnh giới trên lịch chiến thắng hắn cũng không có xuất thủ cơ hội hy gia tổ diệp thần nghe được có đầu mối nhất thời ánh mắt đông lại một cái nói minh phượng công tử xem vào năm đó trên giao tình ngươi có thể hay không giúp ta tiến vào các ngươi hy nhà tổ địa hy minh phượng ánh mắt chớp động hắn năm đó bị diệp thần tha một mạng vẫn luôn có muốn báo đáp ý hiện tại diệp thần muốn tiến vào hy gia tổ chuyện này nếu như có thể làm được chính là tốt nhất báo đáp luân hồi chi chủ nói thật không sợ nói cho ngươi ta năm đó cùng ngươi đánh một trận xa sút đã bị trục xuất hy nhà thành hôn tộc vứt đi vĩnh viễn không cho phép bước vào hy gia tổ liền chính ta cũng không thể đi vào chớ nói chi là mang ngươi tiến vào hy minh phượng thở dài nói võ đạo đấu tranh là tàn khốc người thắng độc tôn người thua thực trần vạn năm trước hy minh phượng chiến bại đến ngày hôm nay vẫn là hy nhà trò cười bị tất cả người giễu cợt chịu hết bạch nhãn hắn như vậy tình trạng dĩ nhiên là không cách nào đặt chân tổ địa phải không Diệp Thần hơi có chút thất vọng. Hi Minh Phượng nhưng đổi câu chuyện, nói, bất quá. Diệp Thần vội vàng nói, bất quá cái gì? Hi Minh Phượng nói, muốn trở lại tổ địa, vậy không phải là không có cơ hội, nhưng ta cần người hỗ trợ. Diệp Thần nói, à. Hi Minh Phượng nói, ta hy nhà có quy củ, nếu như gia tộc vứt đi, có thể hoàn thành ba khảo nghiệm lớn ở giữa một đạo, là được trở lại gia tộc, tiến vào tổ địa tu luyện. Cái này ba khảo nghiệm lớn, mỗi một đạo đều vô cùng khó khăn. Đạo thứ nhất, chính là đạt được bầu trời long hồn vậy cơ hồ là không thể nào bầu trời này long hồn vạn khư thần điện và cựu nhật minh cũng đang ngó chừng diệp thần gật đầu một cái nói vậy đạo thứ hai đâu hi minh phượng nói đạo thứ hai khảo nghiệm chính là trở thành cấm thiên bảng trước ba tồn tại chứng minh thực lực và thiên phú ta bế quan vạn năm đáng tiếc năm đó thảm bại ta đạo tâm bóng mờ quá nặng hôm nay tu vi ngược lại lùi lại chỉ có bách gia cảnh một tầng thiên muốn tranh đoạt cấm thiên bảng trước ba tuyệt không khả năng trước mắt cấm thiên bảng hạng thứ ba là Diệp Thí Thiên, thứ hai là Hi Huyền Thiên, Hi Minh Phượng muốn cạnh tranh, khó hơn lên trời. Nếu như Hi Minh Phượng thật muốn tranh bảng mà nói, như vậy muốn cùng Diệp Thần sanh tử quyết chiến. Mà hắn bách ra cảnh một tầng thiên thực lực, Diệp Thần một đầu ngón tay liền có thể bóp chết. Diệp Thần nhướng mày một cái, xem ra cái này hai đạo khảo nghiệm cũng không có hoàn thành có thể. Vậy đạo thứ ba đâu? Đạo thứ ba khảo nghiệm chính là tìm về mấy trăm năm trước, thất lạc ở thiên hy đảo vùng đất tuyệt cảnh, địa uyên thâm huyền phía dưới, đã từng hy nhà thứ nhất yêu nghiệt đời trước thánh tử hy phục thiên hài cốt hy phục thiên diệp thần trong lòng khẽ động ba đạo khảo nghiệm chỉ phải hoàn thành một đạo là được để cho hy minh phượng trở lại tổ địa trước hai đạo là không thể nào nhưng cái này đạo thứ ba tìm hy phục thiên hài cốt có lẽ có cơ hội hy minh phượng nói đúng vậy ta là trước hai đời thánh tử thân phận ta bị tước đoạt sau đó thừa kế thánh tử đại vị chính là cái này hy phục thiên hắn cũng là đương thời thánh tử hy huyền thiên ca ca diệp thần khá cảm thấy ngoài ý muốn nói nguyên lai là hy huyền thiên ca ca sao hy minh phượng nói đúng vậy năm đó hy phục thiên trời xanh trọng đồng trong mắt liền chín tầng hào quang dị tượng thiên phú nghịch thiên có vô lượng thiên quân tư bị gia tộc kỳ thác kỳ vọng rất lớn diệp thần cả kinh nói trời xanh trọng đồng vẫn là chín tầng quang vòng cái này hy phục thiên không đơn giản à trọng đồng là thiên quân tư dị tướng lấy chín tầng quang vòng là nhất cao có chín tầng hào quang trọng đồng vậy không chỉ là phổ thông thiên quân tư chất mà là vô lượng thiên quân có thể đạt tới thực tế võ đạo nhất đỉnh cấp. Hi Minh Phượng than thở một tiếng, nói: Ta và Hi Phục Thiên vốn là giao tình vậy rất tốt, hắn thừa kế ta thánh tử quyền vị, ta rất là hài lòng. Năm đó trong gia tộc có không ít người muốn giết ta, đều là hắn thay ta xếp hiểu, ta rất là cảm kích. Chỉ tiếc hắn cuối cùng không biết nguyên nhân gì, rơi vào địa uyên thâm huyền, đó là thiên hy đảo tuyệt cảnh. Người nếu là rơi vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho tới bây giờ không có ai có thể từ địa uyên thâm huyền bên trong còn sống đi ra. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, địa uyên thâm huyền, chỗ này lại có thể như vậy đáng sợ. Hy Minh Phượng gật đầu nói, không đáng sợ mà nói, cũng sẽ không được gọi là tuyệt cảnh, đây là năm đó thiên hy cổ đế. Cùng ma tổ vô thiên đại chiến sau đó, thế giới quy luật sụp đổ, hình thành vực sâu, đặc biệt kinh khủng. Diệp thần con ngươi co giúp một cái, ngược lại là không nghĩ tới, lúc đầu vậy địa uyên thâm huyền, còn cùng ma tổ vô thiên có liên quan. Hy Minh Phượng nói tiếp, vậy địa uyên thâm huyền, đối cảnh giới có hạn chế, bách ra cảnh hậu kỳ cường giả, không cách nào bước vào, mà trẻ tuổi đồng lứa đệ tử tiến vào đều không từng sống trở về đó là chân tránh tuyệt cảnh từ địa diệp thần cau mày nói minh phượng công tử vậy ý của ngươi là Hi minh phượng cười khổ một tí nói luân hồi chi chủ ta muốn ngươi trợ lực cùng ta đi địa uyên thâm huyền một chuyến tìm hi phục thiên hài cốt trước hai đạo khảo nghiệm cũng không thể thực hiện chỉ có cái này khảo nghiệm có chút đạt thành hy vọng nếu như khảo nghiệm thông qua ta có thể trở lại hy nhà liền có thể mang ngươi đi tổ địa lưỡng toàn kỳ mỹ diệp thần nói ngươi nhất định phải đi địa uyên thâm huyền. ngươi không phải nói chỗ đó. cho tới bây giờ không người nào có thể còn sống đi ra. Hi Minh Phượng nói, luân hồi chi chủ, ngươi khí vận thâm hậu, có ngươi bầu bạn, cái gì gian hiểm đều có thể vượt qua. Diệp Thần bật cười khanh khách, nói, ngươi không khỏi quá để mắt ta. dừng một chút, Diệp Thần vừa nhìn về phía Kỳ Tư Thanh, nói, Tư Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ Tư Thanh kéo Diệp Thần cánh tay, nói, ta đều nghe ngươi. Hi Minh Phượng nói, luân hồi chi chủ ta tối hôm qua xem bói qua là tốt nhất thuận lợi quái tượng chúng ta nhất định có thể gặp giữ hóa lành diệp thần gật đầu một cái trầm tư một hồi nói cũng tốt hôm nay cũng chỉ có biện pháp này vậy ta liền cùng ngươi đi địa uyên thâm huyền một chuyến hy minh phượng đại hỉ nói như vậy quá tốt như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta đi lãnh sự đường một chuyến tiếp lấy khảo nghiệm nhiệm vụ lãnh sự đường là thiên hy cổ tộc tuyên bố nhiệm vụ địa phương hy nhà các đệ tử có thể ở lãnh sự đường bên trong tiếp lấy ủy thác nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể lấy được được tương ứng khen thưởng vậy ba khảo nghiệm lớn nhiệm vụ bảng bị treo ở lãnh sự đường chỗ dễ thấy nhất trên bảng hiệu đã hiện đầy bụi bặm hiển nhiên cho tới bây giờ không có ai nhận qua. hi minh phượng mang diệp thần kỳ tư thanh hai người đi tới lãnh sự đường lãnh sự đường bên trong đã có không thiếu hi nhà đệ tử tìm thích hợp mình nhiệm vụ ơ ờ, đây không phải là minh phượng công tử sao kết quả là mấy ngàn năm vẫn là mấy chục ngàn năm không gặp minh phượng công tử ngươi tu vi tại sao lại bước lui chỉ còn lại bách gia cảnh một tầng thiên làm sao cùng thánh tử đại nhân so sánh ngươi điểm này tu vi vẫn là không nên ra ngoài mất mặt xấu hổ thấy hi minh phượng xuất hiện không thiếu hi nhà đệ tử rồi rít châm chọc cho dù là tiểu bối đối hi minh phượng cũng không có chút nào tôn kính tuy nói bách gia cảnh một tầng thiên thả vào hi nhà trẻ tuổi đồng lứa bên trong cũng coi là xuất sắc nhưng dẫu sao đã từng là hi minh phượng quá mức thiên tài chính là trước hai đời thánh tử hôm nay luân lạc đến đây có thể không xứng với hắn ban đầu thân phận hơn nữa cùng hy huyền thiên huy hoàng khí tượng so sánh hy minh phượng cũng kém được quá xa quá mức ảm đạm hy minh phượng ngay chung quanh diễu cợt chỉ làm không có ngay gặp tựa hồ vậy thói quen sẽ bước đi đến lãnh sự đường bên trong đem vậy tìm hy phục thiên hải cốt nhiệm vụ bảng hái xuống thấy hy minh phượng tháo xuống bảng mọi người nhất thời kinh hãi này hy minh phượng ngươi muốn làm cái gì ngươi điên rồi chẳng lẽ ngươi phải đi địa uyên thâm huyền tìm đời trước thánh tử hài cốt lúc đầu ngươi muốn đi tìm chết ngược lại không như trực tiếp một kiếm lao cổ, lại là thống khoái. Mọi người thấy Hi Minh Phượng cử động, đều là mười phần bất ngờ, lãnh sự đường bên trong chấp sự, lại là vội vàng đi ra ngăn cản. Hi Minh Phượng, ngươi muốn quấy rối sao? Không, ta không quấy rối, ta chuẩn bị đi địa uyên thâm huyền một chuyến, tìm về hy phục thiên hải cốt. Hi Minh Phượng sắc mặt ngưng trọng, đem nhiệm vụ bảng thu vào trong ngực, không chút nào mở ý đùa giỡn. Vậy lãnh sự đường chấp sự kinh hãi, nói, ngươi thật muốn đi địa uyên thâm huyền. Hi Minh Phượng vậy lười được nói nhảm nữa, hướng Diệp Thần Kỳ Tư Thanh nói, "Diệp huynh, khúc cô nương, chúng ta đi." Diệp Thần cùng Kỳ Tư Thanh gật đầu một cái, đi theo Hi Minh Phượng rời đi. Hồi tưởng lại mới vừa lãnh sự đường bên trong tình huống, Diệp Thần khẽ cau mày, nói, "Minh Phượng công tử, không có sao chứ?" Hi Minh Phượng khoát tay một cái, nói, "Ta không có sao, chờ ta hoàn thành khảo nghiệm, nhất định sẽ làm cho tất cả người nhìn với cặp mắt khác xưa." Chàng này khảo nghiệm, đối hắn mà nói, vô cùng trọng yếu, nếu như có thể thông qua, hắn là được trở lại gia tộc, cọ rửa tất cả khuất nhục. Diệp Thần trong đầu nghĩ, Hi Minh Phượng luân lạc đến đây là bởi vì là năm đó thua ở hắn, hắn kiếp trước ra tay vẫn là quá độc ác điểm, một chưa đem người đánh bại, một chút mặt mũi cũng không để lại. Nếu như có thể hơi thả điểm nước, có lẽ Hi Minh Phượng tình huống sẽ không như thế gay go. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi thông qua khảo nghiệm. Diệp Thần trịnh trọng nhìn Hi Minh Phượng, cũng muốn giúp hắn một lần. Nếu quả thật có thể thông qua khảo nghiệm, hắn cũng có thể đi theo Hi Minh Phượng, đi hy gia tổ, thấy hi huyền thiên báo thủ tuyết hận đa tạ hi minh phượng hướng diệp thần chắp tay nói cảm ơn mười phần cảm kích vậy địa uyên thâm huyền dẫu sao là tuyệt cảnh tử địa hi minh phượng cũng không dám tùy tiện bước vào ở tiếp vào tay nhiệm vụ sau đó hắn lại chuẩn bị rất nhiều đan dược thiên tài địa bảo bùa hộ mạng chiếu vân vân cuối cùng lại cùng thị nữ tiểu lan ly biệt ba ngày trôi qua hết thảy chuẩn bị thỏa đáng hi minh phượng mang diệp thần cùng kỳ tư thanh đi địa uyên thâm huyền tập ba nghìn địa uyên thâm huyền đây là thiên hy đảo nổi danh nhất tuyệt cảnh tử địa là năm đó mà tổ vô thiên cùng hy nhà tổ sư ra thiên hy cổ đế kinh thiên đại chiến sau đó lưu lại một cái chiến trường phế tích chỗ này ở thiên hy đảo bắc nhất bên diệp thần đi tới địa uyên thâm huyền nhưng gặp truyền thuyết này ở giữa địa uyên thâm huyền trên thực tế là một cái to lớn hố trời từ nơi này hố trời nhìn tiếp chỉ thấy một phiến đen nhánh vực sâu mà ở trên trời cái hố chung quanh có từng luồng ma khí quanh quẩn ma khí sôi trào lúc đó lại diễn hóa thành từng đạo quỷ dị cổ xưa chữ viết. Những cái kia cổ xưa chữ viết để cho Diệp Thần cảm thấy có chút quen thuộc. Đó là Hồng Quân Thất Bảo bên trong, Ma La Kinh chàng chữ viết. Xem ra truyền thuyết không uổng, ở trước đây thật lâu, Ma Tổ Vô Thiên thật cùng Thiên Hy Cổ Đế ở chỗ này bùng nổ qua đại chiến. Ma Tổ Vô Thiên pháp bảo, Ma La Kinh chàng khí tượng, cách nhau mười mấy vạn năm, lại còn có lưu lại, quanh quẩn ở mảnh chiến trường này nơi phế tích, làm người ta rung động. Mấy trăm ngàn năm, Ma đạo khí tượng bất diệt, vậy ma tổ vô thiên tu vi không khỏi quá kinh khủng điểm diệp thần trong lòng ngườn than thầm càng cảm thấy ma tổ vô thiên đáng sợ hắn cùng già thiên ma đế muốn chiến thắng ma tổ vô thiên mà nói chỉ sợ là khó hơn lên trời hi minh phượng đứng ở hố to bên nhìn đen nhánh kia vực sâu sống lưng vậy hơi toát ra mồ hôi hắn tu vi chỉ có bách gia cảnh một tầng thiên nếu như không có diệp thần khí vận che chở nói hắn là tuyệt đối không dám bước vào địa uyên thâm huyền cắn răng hi minh phượng cầm tin đưa ngang một cái nói diệp huynh khúc cô nương chúng ta đi xuống đi. Chỉ cần đi vào địa uyên thâm huyền, tìm được hy phục thiên hải cốt là được thông qua gia tộc khảo nghiệm, trở lại tổ địa, cọ rửa sỉ nhục, đây đối với Hy Minh Phượng mà nói, vô cùng trọng yếu. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, ừ một tiếng, gật đầu một cái. Hy Minh Phượng móc ra một sấp linh phù, đều là hắn mấy ngày nay chuẩn bị, hộ thân, bảo vệ tánh mạng, chữa thương, khu độc, cư chú, tất cả loại thuộc tính linh phù, tất cả đều đủ. Hắn rút ra một tấm kim quang vạn Phật phù, ở trong tay cháy, trong thoáng chốc, thì có vây quanh kim quang nổi lên, kim quang lộ ra hóa ra từng ngọn Phật đà hư ảnh, vây quanh đem hắn bảo vệ. Chuẩn bị kỹ càng, Hi Minh Phượng lại rút ra hai tấm bảo vệ phù, đưa cho Diệp Thần cùng Kỳ Tư Thanh. Diệp Thần nói, không cần, ta mới có thể bảo vệ được mình, đi xuống đi. Được. Hi Minh Phượng đáp một tiếng, ánh mắt đông lại một cái, hít sâu một hơi, dẫn đầu nhảy vào vực sâu bên trong. Diệp Thần kéo Kỳ Tư Thanh tay, vậy đi theo nhảy xuống. Giật mình nhập vực sâu, Diệp Thần lập tức cảm giác được cái này vực sâu quy luật đặc biệt quỷ dị linh khí bạo động kịch liệt muốn ngự gió phi hành cũng khó khăn chỉ có thể không ngừng đi xuống đuổi theo mà vực sâu quỷ dị quy luật vậy làm được hắc ám lan tràn Hi minh phượng có kim quang vạn phật phù bảo vệ cả người phật quang vườn quanh nhưng cái này phật quang nhưng không cách nào khuếch tán ra tựa như bị hắc ám chế trụ chỗ này quả nhiên cổ quái diệp thần cảm thấy được một màn này cũng là âm thầm lưu ý lập tức vận chuyển tám bộ phù đồ khí một cổ so thái dương còn muốn sáng chói nhức mắt phật quang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cái này Phật quang, so với Hy Minh Phượng trên mình, không biết muốn sáng chói nhiều ít lần, chung quanh vực sâu hắc ám, lập tức bị nghiền bạo, bốn phía tràn đầy cuồn cuộn Phật môn tránh khí. Diệp huynh, không hổ là ngươi, quả nhiên là cường hãn. Hy Minh Phượng thấy một màn này, không khỏi được khen ngợi một tiếng, chỉ cảm thấy Diệp thần Phật khí bàng bạc, nếu như chiến đấu, muốn nghiền nát hắn, sợ rằng sẽ không so nghiền nát một con kiến hôi, khó khăn nhiều ít. Ở Diệp thần tám bộ phù đồ khí dưới sự che chở, ba người thuận lợi hạ xuống, đi tới vực sâu lòng đất. Địa uyên thâm huyền lòng đất, khắp nơi chôn trước xương trắng, nhìn thấy mà đau lòng. Những thứ này xương trắng, một phần là hy nhà người mạo hiểm, xông vào nơi đây, trực tiếp chết lưu lại. Còn có rất lớn một phần chia, nguyên từ viễn cổ, là ma tổ vô thiên năm đó, cùng thiên hy cổ đế đánh giết, chiến đấu kịch liệt, đôi phe thế lực lưu lại hài cốt. Đếm không hết hài cốt, đống ở thế giới lòng đất, hình thành từng luồng quỷ hỏa, từng luồng trường khí. Thanh tâm tịnh khí phủ, Hi Minh Phượng vội vàng rút ra một tờ linh phù, cháy sử dụng, bảo vệ được mình, miễn được bị chung quanh trường khí cùng quỷ hỏa ăn mòn. Thiên tiên cá chép sao? Diệp Thần như là thong thả, mở ra thiên tiên cá chép sao, từng luồng thần quang bính phát tiên ra cá chép khí tượng, vờn quanh ở chung quanh, trực tiếp đem tất cả trường khí xua tan. Hi Minh Phượng thấy vậy, dứt khoát thu hồi linh phù, nói: "Diệp huynh, có ngươi ở đây, chỉ sợ nguy hiểm gì đều có thể hóa giải." Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều, nói: Mau sớm tìm được hy phục thiên hải cốt, rời đi nơi đây. Trung quanh chôn hải cốt, số lượng thực ra quá nhiều, diệp thần vậy không phân rõ ai là ai. Hy Minh Phượng nói, hy phục thiên trời xanh trọng đồng dị tướng, xương cốt vậy khác với người thường. Hẳn xương cốt là màu vàng kim, nếu quả thật có hải cốt lưu ở chỗ này, hẳn rất dễ dàng là có thể phát hiện. Đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng trung quanh hải cốt, toàn bộ là trắng hiếu hình dáng, cũng không gặp có màu vàng kim hải cốt. Chúng ta nghiêm túc tìm một chút. Hi Minh Phượng tiếp theo đi về phía trước vào, cái này địa uyên thâm huyền địa vực cũng không coi là nhỏ, chu vi ít nhất có trăm dặm, muốn tìm một cỗ hài cốt, thật ra thì cũng không dễ dàng. Ba người một đường tiến về phía trước, đột nhiên, nghiêng gai bên trong âm phong nổi lên, một tiếng giống to vang dội, một đầu khô lâu ma vật vọt ra. Chú ý, Hi Minh Phượng la thất thanh, đang muốn rút kiếm nghênh kích, nhưng Diệp Thần ở trong chớp mắt đã một trưởng đánh ra, đem khô lâu kia ma vật nghiền nát. Diệp huynh, tốc độ thật nhanh. Hi Minh Phượng một tiếng khai ngợi, giọng lại mang tự thương. Hắn năm đó bị Diệp Thần đánh bại, bây giờ còn có bóng mờ, tu vi lại lui bước đến bách gia cảnh một tầng thiên, một chút gió thổi cỏ lay, cũng để cho hắn đạo tâm chập chờn, kêu là om sòm. Nhìn lại Diệp Thần, nhưng thủy chung là khí định thần nhàn hình dáng, tựa như vũ trụ sụp đổ, cũng sẽ không để cho hắn chút nào sợ hãi. Diệp Thần vậy cảm thấy được Hi Minh Phượng tình huống, trong đầu nghĩ, hắn đạo tâm khói mù quá nặng, muốn xua tan, trừ phi là có thể trở lại hi nhà. Ba người tiếp tục tiến về phía trước, đường xá bên trên, gặp gỡ nguy cơ quả thực không thiếu cái này phiến địa uyên thâm huyền bên trong có thật nhiều ma vật cùng quỷ quái địa mạch bên trong lại bồi bổ ra vô số âm hồn giết người là máu làm người ta dựng cả tóc gáy nhưng những thứ này nguy cơ đối diệp thần mà nói cũng không có chút nào uy hiếp bây giờ diệp thần võ đạo chiến lược chân thực cường hãn chính là ma vật liền hắn chút nào mau cũng không tổn thương được một đường tiến về phía trước ở địa uyên thâm huyền bên trong tìm ba ngày diệp thần kỳ tư thanh hy minh phượng ba người không có một chút bị thương nhưng vậy không có một chút thu hoạch vậy hy phục thiên hải cốt thật ở chỗ này sao diệp thần trong mày tìm ba ngày cơ hồ đem toàn bộ địa uyên thâm huyền tìm khắp hắn cũng không có thấy được cái gì màu vàng kim hải cốt đích xác có chút cổ quái hy phục thiên hải cốt hẳn ở chỗ này mới là làm sao sẽ một chút đầu mối cũng không tìm được hy minh phượng cũng là cảm thấy cổ quái kỳ tư thanh nói vậy hy phục thiên biết hay không còn chưa có chết hy minh phượng lắc đầu nói sẽ không gia tộc hắn mệnh bài đã vỡ vụn chứng minh người đã chết không thể nào sống sót hắn chính là chết tại đây địa phương nhưng không biết hải cốt đi nơi nào diệp thần ánh mắt lạnh lùng nói vậy tìm lại hai ngày nếu như hai ngày sau đó còn không có kết quả chúng ta liền rời đi diệp thần không thể nào một mực ở lại chỗ này nếu quả thật không kết quả hắn dự định trực tiếp rời đi sẽ nghĩ biện pháp khác đi gần vậy hy huyền thiên tổng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian Hi minh phượng hơi có chút thất vọng nói được diệp huynh liền theo người nói Tiếp theo, ba người tiếp tục ở địa uyên thâm huyền bên trong tìm, như vậy qua được hai ngày, vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Hi Minh Phượng gương mặt một phiến cho tàn, kết quả này hiển nhiên ra hắn ý liệu. Hiếm có Diệp Thần bầu bạn, có thể giải quyết hết địa uyên thâm huyền tất cả ma vật uy hiếp, nhưng hết lần này tới lần khác không tìm được hy phục thiên hải cốt, nhất định phải không công mà về, không cách nào thông qua khảo nghiệm, lại không thể trở lại gia tộc. Hi Minh Phượng trong nội tâm, dĩ nhiên là vạn phần thống khổ. Minh Phượng công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Thần nhưng không có ở đây có thể lãng phí, chuẩn bị rời đi. Hi Minh Phượng thống khổ gật đầu một cái, cũng là không biết làm sao. Diệp Thần vận chuyển tám bộ phù đồ khí, cả người Phật quang vờn quanh, bao phủ ở kỳ tư thanh, Hi Minh Phượng hai người, ngự gió bay lên không, trở lại ngoại giới. Hi hi, ngay tại Diệp Thần ba người, mới vừa bay lên không, sau lưng không môn mở lớn thời điểm, một đạo tiếng cười âm lãnh, đột ngột vang lên. Sau đó, nhưng gặp một đạo nhọn kim quang, như đao tựa như kiếm vậy, từ một bên bạo giết ra, hướng diệp thần sau lưng ám sát đi đây là đánh lén diệp thần con ngươi co giúp một cái tuyệt đối không nghĩ tới sau lưng lại có kẻ địch ẩn núp ở hắn nhất sơ sót thời điểm dành cho hắn chí mạng nhất đánh lén người đánh lén ẩn núp được tốt vô cùng trong quá khứ mấy ngày thời gian bên trong cũng không có bại lộ càng không có ra tay một mực bình tĩnh chờ đợi xuất thủ cơ hội hiện tại diệp thần chuẩn bị rời đi tinh thần phòng thủ buông lỏng người đánh lén mới bạo khởi tấn công mott đạo kim quang này ác liệt vạn phần làm người ta khó mà phòng bị. Muốn đánh lén ta. Diệp thần gương mặt vặn vẹo một tí, phản ứng vậy là đặc biệt mau, mắt xem kim quang kia bạo giết tới, lập tức mở xích trần thần mạch. Tranh, xích trần thần mạch mở một cái, một bộ hoàng kim chiến giáp, bao trùm ở diệp thần trên mình. Vậy đạo sát phạt kim quang, đánh vào chiến giáp trên, nổ lên sao hỏa, đem chiến giáp đánh xuyên, nhưng sát phạt tình thế cũng vừa tốt hết, kim quang tiêu tán đi. Là ai? Diệp thần cắn răng, người đánh lén thực lực không hề yếu, có thể một lần hành động đánh xuyên hắn chiến giáp, tu vi chắc có bách ra cảnh 6 tầng thiên. Cái này một tí đánh lén, Kỳ Tư Thanh cùng Hi Minh Phượng cũng là sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Thật may người đánh lén nhằm vào, là Diệp Thần một người, nếu như vậy sắt phạt kim quang là bắn về phía bọn họ, vậy bọn họ nhất định phải chết, tuyệt đối không có phòng bị có thể. Luân hồi chi chủ, quả nhiên là cường hãn, cái này cũng giết không chết người. Một đạo tiếng than thở vang lên. Nhưng gặp hắc ám thâm uyên bên trong, không gian vặn vẹo, một người mặc kim quang đạo bảo ông già nổi lên vậy lão người thân hình hư ảo lại không phải là người thể mà là thuần túy linh khí hội tụ mà thành linh thể xem hình dáng là một cái khí linh ô diệp Thân nhìn vậy lão người phát hiện ông lão tu vi hơi thở chỉ có bách gia cảnh bốn tầng thiên cũng không có hắn tưởng tượng mạnh mẽ nhưng mới vừa đánh lén vậy sắp phạt kim quang uy năng tuyệt đối vượt quá bách gia cảnh bốn tầng thiên diệp thần trong đầu nghĩ cái này ông già là khí linh hiển nhiên là mượn pháp bảo bản thể năng lượng mới có thể bùng nổ như thế lợi hại công kích, chỉ là không biết là pháp bảo gì. Tháp lão, là ngươi. Hi Minh Phượng thấy vậy lão người, nhưng là kinh hãi vạn phần, trợn to hai mắt. Diệp thần nhướng mày một cái, nói, lão này là ai? Hi Minh Phượng nói, là thiên địa huyền hoàng tháp khí linh, kỳ quái, hắn tại sao lại ở chỗ này? Diệp thần nói, thiên địa huyền hoàng tháp, hy huyền thiên pháp bảo. Hắn lên đảo thời điểm, tựa hồ nghe chấn thủ người nói qua, hy huyền thiên gần đây, ở rèn luyện pháp bảo thiên địa huyền hoàng tháp cho nên lên đảo người đều phải nộp pháp bảo vật liệu cung phụ hy minh phượng nói không sai thiên địa huyền hoàng tháp chính là 33 thiên thái thượng thần khí hồng quân thất bảo một trong cũng là hy huyền thiên bổn mệnh pháp bảo cái này ông già chính là khí linh diệp thần nghe được hy minh phượng mà nói trong phảng phất bắt được thiên cơ ban đầu âm dương thần điện địa mạch tựa hồ chính là bị hy huyền thiên dùng thiên địa huyền hoàng tháp đánh nát vậy tháp lão mắt lạnh nhìn hy minh phượng cười khẩy nói hy minh phượng ngươi lại dám cấu kết luân hồi chi chủ mưu đồ lật đổ ta thiên hy cổ tộc phải bị tội gì hy minh phượng nói tháp lão ngươi tại sao lại ở chỗ này tháp lão là thiên địa huyền hoàng tháp khí linh lại có thể cũng tới đến địa uyên thâm huyền hơn nữa xem hắn hình dáng tựa hồ ở chỗ này rất lâu rồi chẳng lẽ hắn cũng muốn tìm hy phục thiên hải cốt trong phảng phất hy minh phượng chỉ cảm thấy chuyện này sau lưng tuyệt đối khác có kỳ hoặc tháp lão cười lạnh nói không cần ngươi quản ngươi tên phản đồ này lại dám cấu kết luân hồi chờ ta giết chết luân hồi chi chủ sẽ gọi người trôn theo dứt lời tháp lão ánh mắt nhìn chằm chằm diệp thần lại cười hắc hắc nói luân hồi chi chủ ta vốn còn muốn trực tiếp đánh lén giết chết người để cho ngươi được chết thống khoái một chút không nghĩ tới ngươi cứng rắn muốn tự tìm đau khổ bây giờ muốn chết cũng không sẽ như thế buông lỏng diệp thần sắc mặt trầm xuống nói ban đầu âm dương thần điện địa mạch là ngươi đập bể tháp lão nói là ta thì như thế nào tự tìm cái chết diệp thần nhất thời giận dữ một trưởng như trời long đất lở cuồng chụp ra Trung quanh hắc ám thâm uyên tầng tầng nổ tung có vô cùng thần quang nổ đi ra tập 3324 hắn giận đùng đùng xuống một trưởng đủ để ung dung trong nháy mắt giết phổ thông bách gia cảnh bốn tầng thiên cường giả mà tháp lão tu vi chính là bách gia cảnh bốn tầng thiên mắt gặp diệp thần một trưởng kinh thiên giết tới hắn như không chút kinh hoàng khoát tay vực sâu địa mạch chấn động vô cùng linh khí họp lại hóa thành một tầng bức tường khí lại đem diệp thần trưởng thế ngăn trở hi, hi cái này địa uyên thâm huyền là địa bàn ta ta có địa mạch che chở ngươi dám cùng ta động thủ đó chính là tự tìm cái chết tháp lão khinh thường cười lên hắn ở địa uyên thâm huyền bên trong hiển nhiên hoạt động nhiều năm hơi thở đã cùng địa mạch dung hợp đạt được địa mạch phong thủy gia trì không phải chuyện đùa nếu như là ở bên ngoài diệp thần một trưởng là có thể đem hắn giết chết nhưng ở địa uyên thâm huyền bị địa mạch ảnh hưởng diệp thần như khó mà đánh chết cái này tháp lão núi thay biển máu vô gian địa ngục cho ta trấn áp tháp lão quá to một tiếng bàn tay huy động địa mạch bên trong tích lũy ma khí viễn cổ chiến trường sát phạt tử khí vô số hài cốt oán khí đều bị hắn điều động hóa thành một cái kinh khủng kết giới kết giới này tràn đầy núi thây biển máu đao kiếm rừng cây ác quỷ gào khóc dị tượng tựa như vô gian địa ngục lập tức đem diệp thần ba người bao phủ ở chu tước cửa mở kỳ tư thanh thấy vậy lập tức mở chu tước cửa từng luồng nóng rực chu tước linh khí bung ra xua tan quanh quỷ khí thanh tâm tịnh khí phủ Hi Minh Phượng vậy sử dụng linh phù xua tan quỷ khí, nhưng mà tháp lão kết giới này trận pháp hỗn hợp địa mạch tích lũy mười mấy vạn năm từ khí uy năng cường hãn, quỷ kia khí xua tan một món lại có vô cùng bạo dũng ra, đơn giản là nguyên khí vô tận làm người ta ngẩng thở. Thấy chung quanh một màn Diệp Thần gương mặt cũng có chút ngưng trọng, đáng tiếc hắn nguyện vọng thiên tinh cho Mượn Hạ Huyền Thịnh chạy thoát thân, nếu như có nguyện vọng thiên tinh ở tay hóa giải những quỷ này khí, có lẽ sẽ đơn giản rất nhiều. Hư linh thần mạch mở. Diệp Thần Phúc tới tâm linh giới, biết cưỡng ép phá giải kết giới, nhất định hao tâm tổn sức dây dưa lực, cái mất nhiều hơn cái được. Dứt khoát trực tiếp hư linh thần mạch, nghiền nát chung quanh tất cả không gian quy luật, mang kỳ tư thanh cùng Hi Minh Phượng hai người. Một cái ngay tức thì di động, qua lại hư không, từ kết giới bên trong phi độ ra, đi vòng qua tháp lão phía sau. Cái gì? Tháp lão thất kinh, nào nghĩ tới Diệp Thần bị kết giới bao phủ hạ, lại vẫn có thể ngay tức thì di động qua lại. Đây là hư linh thần mạch uy năng cường đại. Cho ta chết diệp thần ánh mắt sắc bén hung hăng một trưởng hướng tháp lão sau lưng vỗ tới tháp lão chỉ cảm thấy một hồi hung mãnh trưởng phong gào thét tới nếu là bị diệp thần một trưởng đánh trúng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ cựu nhật ma khí kinh chàng ma ảnh sống chết trước mắt tháp lão quát to một tiếng lần nữa điều động địa mạch hơi thở nhưng gặp từng luồng ma khí bạo dũng ra vậy ma khí sôi trào tới giữa hóa thành một tòa đen nhánh kinh chàng lại là ma tổ vô thiên pháp bảo mà là kinh chàng hư ảnh lúc đầu năm đó mà tổ vô thiên cùng thiên hy cổ đế kinh thiên đánh một trận mảnh chiến trường này phế tích địa mạch chỗ sâu ẩn chứa ma tổ vô thiên lưu lại hơi thở tháp lão cùng địa mạch dung hợp lại có thể có thể đem những đất này mạch hơi thở điều động ra cái này một cái xuất thủ liền như ma tổ vô thiên đích thân tới đen nhánh kinh chàng nổ lên cổ xưa minh văn quay đầu hướng diệp thần đánh tới vịch diệp thần hung hăng một trưởng đánh vào tòa kia kinh chàng trên nhưng rác một hồi ma khí cắn trả tới ngũ tạng lục phủ một hồi hỗn loạn đáng chết diệp thần cắn răng lại không nghĩ rằng cái này Tháp lão lại vẫn có thể điều động ma tổ vô thiên lưu lại hơi thở. Ở Ma La kinh chàng hư ảnh uy áp hạ, Diệp thần ngay cả hô hấp cũng hít thở không thông, vội vàng lui về phía sau. Kỳ Tư Thanh cùng hy Minh Phượng cũng là nhanh chóng lui về phía sau. Hi hi. Tháp lão cười lạnh một tiếng, mượn dùng ma tổ vô thiên tàn uy, hắn hơi thở tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, linh thể gánh vác to lớn, gương mặt đã là một phiến trắng bệch. Nhưng, chỉ cần có thể đánh chết Diệp thần các người, bất cứ giá nào đều là đáng. Luân hồi chi chủ ta phải đem huyết mạch ngươi hiến tặng cho ta chủ nhân tháp lão thúc giục kinh chàng hư ảnh hóa thành đen nhánh nước lũ mang theo hung hãn năng lượng hướng diệp thần ba người liều chết xung phong đi nước lũ gào thét lướt qua từng tầng một hư không đều là ở chấn động vỡ vụn đen nhánh nước lũ tràn ngập trước mắt diệp thần cũng là hơi ngưng trọng trong mắt lướt qua một chút quả quyết lòng bàn tay hiện ra luân hồi văn lạc chuẩn bị trực tiếp cháy luân hồi huyết mạch vù vù nhưng ngay tại diệp thần muốn cháy luân hồi huyết mạch thời điểm trong hư không có một đạo thanh âm kỳ dị vang lên phảng phất là kiếm minh hưu một đạo đỏ thấm như máu kiếm ảnh từ đằng xa phóng tới đỏ đích một tiếng cùng đen nhánh nước lũ đụng vào nhau hai người va chạm bộc phát ra đáng sợ đợt khí đem chung quanh mặt đất toàn bộ biến dạng bụi mù cuồn cuộn sáng đẹp nguy nga mà đợi được bụi mù tản đi diệp thân như là thấy ở hắn trước mặt một chuôi đỏ thấm cự kiếm sừng sững trên đất thân kiếm một hồi run rẩy run kiếm khí bức người nhìn vậy đỏ thấm cự kiếm tháp lão mặt liền biến sắc trầm thấp kêu lên hy phục thiên ngươi dám quấy rối theo tháp lão tiếng nói rơi xuống phía trước hư không hơi vặn vẹo đi ra một đạo thân ảnh đó là một người đàn ông thân mặc áo vải trong mắt quấn vòng quanh một khối vải trắng gương mặt trầm tĩnh như nước hi minh phượng thấy nam tử này trợn mắt hốc mồm tựa hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt lưu díu kêu lên phục thiên là người diệp thần cả kinh nhìn xem vậy bịt mắt nam tử nói hắn chính là hi phục thiên hắn không là chết sao tháp lão minh phượng đại ca là bạn của ta ngươi không nên thường tổn hắn vậy bịt mắt nam tử ngẩng đầu nhìn về phía tháp lão chậm rãi nói tháp lão ánh mắt chớp động nếu như đơn thuần là diệp thần các người hoặc là đơn thuần là cái này bịt mắt nam tử hắn cũng có nắm chắc đối phó nhưng hai bên liên hiệp chung một chỗ hắn tuyệt không phần thắng hừ hy phục thiên ngươi không giúp đệ đệ ngươi ngược lại giúp những thứ này người ngoài ngươi còn sống lại có ý gì tháp lão hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không dám lại lưu lại nữa phẩy tay áo một cái bảo xoay người chạy trốn rời đi diệp thần trong lòng quá mức kinh ngạc cũng không có đuổi theo, chỉ thấy vậy bịt mắt nam tử, nói, các hạ chính là Hy Phục Thiên. Vậy bịt mắt chàng trai nói, luân hồi chi chủ, là ta, lần đầu gặp mặt, chỉ giáo nhiều hơn. Thanh âm hắn mười phần bình tĩnh, mang đần độn cùng khí tức tang thương. Hy Minh Phượng tiến lên một bước, kinh ngạc nhìn Hy Phục Thiên, thấy hắn trong mắt quấn vải trắng, mơ hồ cảm thấy không ổn, nói, Phục Thiên, ngươi, ngươi làm sao biến thành như vậy? Hy Phục Thiên bình tĩnh nói, ta đã mù, để đệ ta đào đi ta trọng đồng, đem ta bỏ ở nơi này nghe nói như vậy hy minh phượng diệp thần kỳ tư thanh ba người đều là trong lòng giật mình đương kim thiên hy cổ tộc thánh tử hy huyền thiên chính là hy phục thiên đệ đệ hy phục thiên năm đó trời xanh trọng đồng có vô lượng thiên quân tư mà hy huyền thiên cũng có trọng đồng bất quá là hậu thiên thức tỉnh người ngoài chỉ lấy là hắn khí vận thâm hậu cho nên thức tỉnh trọng đồng nhưng hiện tại nghe hy phục thiên mà nói em trai hắn trọng đồng tựa hồ không phải thức tỉnh mà được mà là truyền thừa tại hắn hắn đệ đệ đào đi hắn trọng đồng thậm chí đem hắn ném tới nơi này chuyện này chân thực quá mức kinh người nghe diệp thần ba người đều bị rung động thật lớn hi minh phượng con ngươi đông lại một cái nói phục thiên vậy vậy ngươi chỉ ít còn sống tại sao mạng người bài ở hi nhà bên trong thuộc về hi phục thiên mệnh bài đã vỡ vụn vậy đại biểu hi phục thiên đã chết nhưng hiện tại hi phục thiên còn sống chỉ là mất đi ánh mắt hi phục thiên yên lặng không nói gương mặt như pho tượng đần độn diệp thần đã đoán được cái gì nói bởi vì hắn tim đã chết nghe hy phục thiên giọng bình tĩnh bên trong thấm ra cực lớn thê lương nhưng không có thủ gì hận ý hiển nhiên hy phục thiên mười phần đau thương hắn đệ đệ hắn đệ đệ đào đi hắn ánh mắt hắn cũng không ghi hận chỉ là cảm thấy bi thương cùng khó tin tim sớm đã chết bi thương cực lớn tại tim chết hắn tim chết gia tộc mệnh bài vậy đi theo vỡ vụn cho nên người ngoài cũng lấy là hắn chết rất nhiều hy nhà trưởng bối mười phần đau tim tưởng niệm không chịu buông tha vẫn luôn muốn phái người đi địa uyên thâm huyền tìm hắn hải cốt Hi Minh Phượng nói, Phục Thiên, không nghĩ tới lúc đầu ngươi còn sống, đây thật là. Hắn mạo hiểm tới địa uyên thâm huyền, vốn là muốn tìm Hi Phục Thiên hài cốt, nào nghĩ tới Hi Phục Thiên lại còn còn sống. Chuyện này, cố nhiên đáng mừng rỡ, nhưng gia tộc khảo nghiệm nhiệm vụ, lại không pháp hoàn thành. Diệp thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, nếu Hi Phục Thiên còn sống, nếu như mang hắn đi ra ngoài, bại lộ Hi Huyền Thiên móc mắt sự thật, có lẽ có thể đả kích trầm trọng Hi Huyền Thiên kiêu căng, để cho mọi người biết, cái này cái gọi là thánh tử, nhưng thật ra là một cái tâm địa ác độc độc, Liên huynh trưởng cũng không buông tha người. "Phục Thiên huynh, để để ngươi đào đi ngươi ánh mắt, cướp đi ngươi hết thảy, đây là cừu hận thấu xương, không thể không báo. Ta mang ngươi đi ra ngoài, hướng mọi người công bố chân tướng, đem thuộc về ngươi đổ, toàn bộ đoạt lại." Diệp Thần giọng mang một chút sục sôi, nói. "Hi Minh Phượng vậy vội vàng nói, đúng vậy, Phục Thiên, ngươi nếu còn sống, cũng nhanh điểm về nhà, trong gia tộc còn có rất nhiều nhiều trưởng bối lo lắng an nguy của ngươi." Khi Phục Thiên nhưng nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, nói, "Không được, sự việc đã qua." ta rất đau tiếc ta đệ đệ hắn muốn lấy đi ta trọng đồng liền cứ lấy đi thôi ta không so đo nếu như ta đi ra ngoài rất có thể sẽ hại chết hắn huống chi ta bị hắn trồng phong ấn không cách nào rời đi địa uyên thâm huyền địa giới một khi bước ra nửa bước lập tức liền sẽ tự bạo bỏ mình diệp thân cẩn thận cảm ứng quả nhiên phát hiện ở hy phục thiên trong cơ thể bị bố trí một cái phong ấn trận pháp cái này phong ấn trận pháp cùng nơi này địa mạch là lẫn nhau dính líu một khi hy phục thiên thoát khỏi địa mạch phạm vi kinh mạch sẽ lập tức nổ phục thiên huynh ta to thông trận pháp bên trong cơ thể ngươi phong ấn đại trận ta có thể giải trừ bất kể như thế nào chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước rồi nói chỗ này ám vô thiên ngày ngươi tổng không thể cả đời ở lại chỗ này diệp thần khuyên khi phục thiên nói ta cặp mắt đã bị đào đi vốn là cái gì cũng không thấy được chung quanh là chỉ là ám đối với ta mà nói cũng không khác biệt hắn từ đầu đến cuối còn chưa nguyện rời đi chỉ sợ mình sau khi đi ra ngoài sẽ liên lụy đệ đệ hy huyền thiên diệp thần kỳ tư thanh Hi Minh Phượng nhìn nhau xem, đều là không nói ra lời. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Hi Phục Thiên đối Hi Huyền Thiên cảm tình, lại có thể dày đặc đến tình cảnh này, thậm chí có thể nói vặn vẹo. Hi Huyền Thiên đào đi hắn ánh mắt, cướp đi hắn hết thảy, còn nghĩ hắn phong ấn vứt, hắn cũng không có câu oán hận, cái này đích thực quá đáng sợ. Phục Thiên, chúng ta trước hay là về nhà đi, có chuyện gì, cùng về nhà nói sau. Hi Minh Phượng còn không chịu buông tha, khuyên. Hi Phục Thiên như cũ lắc đầu, nói, ta không thể đi ra ngoài, nếu không sẽ hại chết đệ đệ ta và nhất bị người khác biết hắn dùng vô cùng ác độc thủ đoạn đào đi ánh mắt ta hắn có thể sẽ bị gia tộc hình phạt điện trưởng lão trực tiếp xử tử diệp thần cùng hy minh phượng nhìn nhau trong lòng đều nghĩ hy phục thiên tâm tính đã vặn vẹo muốn khuyên hắn về nhà chỉ sợ khó hơn lên trời dừng một chút lại nghe hy phục thiên nói đúng rồi luân hồi chi chủ minh phượng đại ca khó khăn được các ngươi tới có thể hay không giúp ta một chuyện diệp thần nói chuyện gì hy phục thiên nói ta muốn chu diệt vậy thiên địa huyền hoàng tháp khí linh. hi minh phượng cả kinh nói, ngươi muốn chu diệt tháp lão. hi phục thiên gật đầu một cái, nói, đúng vậy, cái lão gia hỏa này khắp nơi đầu độc đệ đệ ta, đệ đệ ta đều bị hắn làm hư, cả ngày suy nghĩ cướp lấy luân hồi thiên kiếm, thậm chí là cướp đoạt luân hồi huyết mạch. nếu như người này chưa trừ diệt, đệ đệ ta sớm muộn phải bị hắn hại chết. luân hồi thiên uy cũng không phải người phàm có thể khiêu chiến. ban đầu hi huyền thiên công kích âm dương thần điện chính là vì tìm luân hồi thiên kiếm đầu mối hi minh phượng nói ta nghe nói hi huyền thiên tìm luân hồi thiên kiếm là muốn khiêu chiến cấm thiên bảng đệ nhất vị kia hi phục thiên nói không sai nếu như hắn thật có thể được luân hồi thiên kiếm tự nhiên có thể khiêu chiến thành công nhưng cái này là không thể nào luân hồi thiên kiếm chính là tám đại thiên kiếm đứng đầu thế gian có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm hắn làm sao có thể cướp lấy nếu như giao thiệp với đi vào chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết hi minh phượng nói phục thiên vậy ngươi hiện tại hi phục thiên nói ta nhớ các người hỗ trợ và ta cùng nhau chu diệt tháp lão lão này quá mức đáng ghét tuyệt không thể lại để cho hắn ta thiết mê hoặc người khác mê muội đệ đệ ta diệp thần trầm tư một hồi hy phục thiên không chịu đi ra ngoài điều này thật sự là một vấn đề khó giải quyết nhưng bất kể như thế nào có thể giết chết tháp lão mà nói vậy có thể giải quyết không thiếu phiền toái dẫu sao tháp lão là thiên địa huyền hoàng tháp khí linh nếu như tháp lão chết cũng có thể lớn đà kích lớn hy huyền thiên kiêu căng được phục thiên huynh ta đáp ứng ngươi diệp thần gật đầu đáp ứng Hi phục thiên nói rất tốt, lão này xây dựng một cái hang phủ ở nuôi trồng một loại kêu thanh hồng chân dương thảo thiên tài địa bảo, cái loại này thiên tài địa bảo có thể bồi bổ người kinh mạch. Diệp thần nói thanh hồng chân dương thảo. Hy phục thiên nói để đệ, đệ ta phái hắn trồng trọt thanh hồng chân dương thảo là là cướp lấy luân hồi thiên kiếm làm chuẩn bị, luân hồi thiên kiếm linh khí quá mức hung dữ, đặc biệt khó khăn hàng phục, nếu như cưỡng ép luyện hóa rất có thể đưa đến kinh mạch nổ, mà đây thanh hồng chân dương thảo như mới có thể bảo vệ được kinh mạch, giảm thiểu thiên kiếm sát phạt diệp thần không khỏi có chút rung động đối phương đối luân hồi thiên kiếm cố chấp nói thì ra là như vậy hy phục thiên thần sắc có chút kích động nói đi ta mang các ngươi đi lão già kia động phủ trước giết hắn nói sau tháp lão là thiên địa huyền hoàng tháp khí linh hơn nữa nắm trong tay địa uyên thâm huyền địa mạch nếu như đơn đã độc đấu hy phục thiên không có nắm chắc tất thắng nhưng nếu như cùng diệp thần các người liên hiệp hắn có lòng tin đem tháp lão chu diệt lập tức hy phục thiên ở phía trước dẫn đường diệp thần đám người ở sau đi theo đám người chạy thẳng tới tháp lão động phủ tháp lão ở địa uyên thâm huyền bên trong thành lập một cái đặc biệt bí ẩn động phủ che giấu tại không gian nếp nhăn bên trong chính là vì nuôi trồng thanh hồng chân dương thảo